nha, bây giờ mình đã nói một cái video kia rồi. Mỗi một cái video mình sẽ tặng cho cả nhà một bài nhạc đầu tiên. Có nghĩa là mình ráng tập bài nào bolero hay là nhạc remix, bài nào mình cảm thấy ok là mình sẽ hát cho cả nhà nghe. Nha, đó. Mình đã nói mỗi cái video bài đầu tiên và một bài nhạc. Rồi cả nhà nha. Cả nhà nhớ subscribe mình nha. Bây giờ mình chuẩn bị hát bài Rau Bán Vườn Thơ Xây, sáng tác của Vũ Thanh. Nha cả nhà. Bây giờ bắt đầu. Thank you.
yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. May we all have our homes, our will to try. If we don't, we might as well lay down and die. You and I. Sometimes I see all the brave new Hey, xin chào cả nhà. Đây là bầu trời quý chị ta nha. Ở nhà khỏe không? Hôm nay chuẩn bị đón Happy New Year tại Casino Casita nha cả nhà. Tại local của mình thì mình sẽ quay một cái clip này cho cả nhà xem Happy New Year. Bây giờ là còn 2 tiếng nữa. Bây giờ mình sẽ quay ở trong đây có tổ chức ca nhạc của người Mỹ. Mình nghĩ là chắc local hay là muốn ở đâu đó. Đó, cả nhà thấy không? Đây, bắt đầu của mình. Rồi mình quay trở lại cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà thấy Mỹ không? Chơi vô tư luôn, ngồi lịch sự luôn. Bây giờ người ta đang chờ Happy New Year. Thường thường Happy New Year mình vô casino chơi đỡ buồn cả nhà. La rất lát tới giờ Happy New Year la lớn vui lắm. Bây giờ cả nhà đó, nhà thấy Mỹ nhảy không? Đây có bán đồ ăn này nọ, nhà bán bia nữa. Này đó bán bia đêm nay cho người ta uống. Rồi, có ca sĩ rồi. Alright, hey, we're back. Thank you guys for sticking around. This time you are just joining us. We are Kenya. So happy to be with you guys on this. All right. Well, Ken, I like that old time of rock and roll. I don't even think we heard from you first, Ken. Listen now. All right.
I'm gonna move aside. Đón Happy New Year tại khách sạn ba. Thank you.
bây giờ Happy New Year rồi. Qua 12 giờ đó nha. Đó. Đây có nhiều bạn vô đây đây. Đó. Ok. Đây Happy New Year. Bây giờ mình qua được 820 đồng. Ok, cả nhà thấy không? Lý hơn. Đây. Đây 820 nha cả nhà. Đó, may mắn. Chào cả nhà, good morning cả nhà. Hôm nay là sáng một tay Happy New Year tại nước ngoài. Sắp tới mấy tuần nữa thì sẽ tới Việt Nam mình. Thì bây giờ ngày hôm qua mình đã quay, giờ mình sẽ quay một đoạn tiếp theo này là ngày hôm qua mình quay Happy New Year tại casino. Thì sáng ngủ dậy, bây giờ bầu trời với ta đi đổ xăng và một chút nữa đi ăn sáng dưới biệt thự của mình. Lát cả nhà đón xem biệt thự chỗ đó, ngay chỗ nhà hàng nó bán cái gì nha cả nhà. Mình quay tiếp cả nhà xem. Ok, thank you cả nhà. Chúc cả nhà mọi sự bình an. Happy New Year. Ok cả nhà, bây giờ mình đã chở biệt thự mình tới chỗ Bakery Vietnamese Party Shop đây. Bán nghe nói hôm nay bà xã nói có bán bò bít tết làm cái chảo giống như bên Việt Nam. Hôm nay mình ghé ăn thử một ngày của người ta hay gì cả. Bây giờ mình sẽ vô trong nhà đây. Xung quanh hôm nay là một tay Happy New Year cả nhà. Lại với bán xe rồi ta cũng nghỉ ngơi ở vòng vòng đây cũng gặp đó. Mình quay cho cả nhà xem Bakery này. Lại rai. Yeah. Mình đi vô trong nha cả nhà. Rồi cảnh cũng đẹp lắm nè. Đây con. Này chú quay YouTube, đưa lên YouTube, có gì khách tới ủng hộ nha, cho vô channel của chú. Dạ. Quay cho khách tới đông đông nha, trời. Đây đó, hai vợ chồng bán có bánh nào rùm rùm hết nè. Ủa này là cái gì? Vô đây order hả? Ồ, chú tưởng hả? Làm ở đây. Làm lý trong mạng đó. Làm gì làm đi, sao có job là ok rồi. Đó, đây. Ở trong đây nhìn thấy không nè. Vô hãng điện hả? Ờ, lúc hãng cũ á. Vô hãng cũ rồi, nó ngồi đợi lại. Bên trong cái quán này nhìn thấy cũng đẹp đó, cả nhà nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, bà chủ không dám lên video. Đây là bà chủ nhỏ xinh xắn. Quán bên trong cũng xinh xắn mà. Bánh rồi ha, 3 đồng mấy 4 đồng đủ loại bánh luôn.
mì này, rồi rồi bánh mì, mì nhét thịt sẵn. Đã order tới ta lấy không? Mình thịt hấp dẫn quá. Bánh kem. Chú đi qua bên đó ăn nè. Bên Đà Lạt làm rất ngon nha con. Ừ, bên Đà Lạt á. Ngay chỗ Cali Sài Gòn Mall đó. Bên đó đồ ăn đó. Ừ. Giờ này là trời ơi. Chị rủ ảnh ra nói ra đây nhà bán ở đây nè, anh ra đây ăn steak rồi này kia. Ừ. Qua điện đó, nó Nga là thân với gia đình chú. Dạ đây. Món này nhìn cũng hấp dẫn nè. Ồ, steak, một gà này. Bỏm nhiều nước với gân nha. Ok, giờ một trời đi lại cho cái món này. Đôi camera quay đưa lên đưa xuống thấy món ăn nha. Nói nhạc thấy không? Hôm nay mình sẽ thưởng thức nghe mùi rất thơm. Mà mình đã từng ăn bên đó rất ngon. Hôm nay là cả món ăn này, món ăn này. Dưới mặt ok. Ok, xin mời cả nhà nha. Có miệng sao đem bánh mì ra thấy không? Thấy không? Ok không? Đấy chút cái đó bấm bớt nữa nha. Quên đưa bánh mì nữa. Ok một chút đó. Khoan tay nha. Rất có món bò kho. Ok. Bánh mì đây. Đây vì tụi mình giờ chuẩn bị đang thử bánh mì. Thử mì coi. Ok không? Hơi lạc hả? Ok cả nhà. Đây mình ăn món steak ở đây. Em đi mà tiệm Miner của hai đứa cháu bán ở đây ăn cũng. Bữa nay nghe nói bà cháu nói ăn cũng được mà. Rồi. Ăn cũng ok. Rồi. Đây bạn bè của chúng ta nhớ đây ủng hộ cho hai đứa cháu đi nha. Hai đứa con nhỏ. Mở được cái tiệm này cũng ok rồi. Họ đi làm hại vậy. Ok, thank you cả nhà, nhớ ủng hộ channel của mình và subscribe mình nha. Happy New Year. Thank you cả nhà, bye bye.